nhiêu hay bài hát làm thỏa đông. Chúng tôi chưa tập xuất phát ngay từ MC dẫn chương trình, cho nên là có cái gì đó chưa phải thì cũng mong được thông thứ. Mong rằng là đây là những tình cảm chân thành, tình cảm chân thành nhất của ban giám đốc, giám nhạc sĩ và tất cả quý vị đại biểu ngày hôm nay.